ngày 14 tháng 11, hãng tin Sputnik Nga đưa tin, theo tường thuật, binh sĩ Mỹ đã được triển khai đến hỗ trợ bảo vệ các cơ sở hạt nhân cực kỳ nhạy cảm của Israel, gồm cả địa điểm tuyệt mật gần thành phố Dimona vốn bị nghi là nơi kho vũ khí hạt nhân của Israel được sinh ra. Thông tin trên được hãng tin Sputnik dẫn lại từ báo Reuters, tờ báo tiếng Ả Rập độc lập ở Trung Đông. Ngày 14 tháng 11, hãng tin Tasnim ở Iran cũng đăng lại thông tin của báo Reuters. Theo các nguồn tin nói với báo Reuters, Mỹ đã khẳng định với tình báo Lebanon rằng quân Mỹ sẽ không tham gia các hoạt động trên thực địa ở dải Gaza trong bất kỳ trường hợp nào. Thay vào đó, họ được triển khai để bảo đảm an ninh và bảo vệ hai lò phản ứng đang nghiên cứu của Israel. Mục đích là ngăn các cuộc tấn công từ các đồng minh của phong trào Hamas trong khu vực. Tờ báo này cho rằng tổng cộng 2.000 lính Mỹ đang hiện diện ở Israel, trong số này có cố vấn quân sự, kỹ thuật viên và binh sĩ. Cuối tháng trước, theo báo New York Times, giới chức Mỹ xác nhận lính Mỹ đã có mặt tại Israel để giúp người Israel thực hiện nhiều việc, trong đó có xác định con tin.